những nguyên lý tiêu biểu của hệ thống sản xuất Toyota. Trải qua nhiều nguyên tắc nghiêm ngặt trong sản xuất, Toyota đã hình thành cả hệ thống nổi tiếng mang tên mình mà chưa có doanh nghiệp nào tuân thủ được. Hệ thống sản xuất linh hoạt là bí quyết tạo nên thành công của cái tên Toyota, tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu thế giới. Khám phá những nguyên lý quan trọng trong hệ thống sản xuất, bạn sẽ hiểu tại sao Toyota giữ vững ngôi vị số 1 trong làng ô tô thế giới nhiều năm liền. Lean, sản xuất tinh gọn là hệ thống kỹ thuật, xã hội, thừa nhận sự tương tác giữa công nghệ và con người tại nơi làm việc, giữ vai trò nguyên lý bao trùm trong hệ thống sản xuất Toyota, TPS. Mục tiêu của Lean là phải giảm tối đa mọi lãng phí về thời gian, vật liệu, máy móc, nhân lực, nhưng đảm bảo duy trì cùng một sản lượng và chất lượng đầu ra. Toyota áp dụng sản xuất tinh gọn triệt để trong mọi lĩnh vực, chỉ giữ lại nguồn lực thiết yếu, vừa đủ để làm ra những chiếc xe hơi chất lượng. Họ vận dụng nghiêm ngặt rất nhiều nguyên lý sản xuất, mà nổi bật là ba trụ cột chính, JIDOKA, Just-in-Time và Kaizen. JIDOKA, tự động hóa bằng trí tuệ con người. JIDOKA là nguyên tắc kết hợp trí tuệ con người và quy trình tự động trong sản xuất. Tại Toyota, công nhân được trang bị phương tiện để dừng quy trình sản xuất bất cứ khi nào phát hiện bất thường, nhờ đó họ chặn đứng nguy cơ lãng phí khi làm ra mặt hàng lỗi. Đồng thời, JIDOKA buộc công nhân phải khắc phục lỗi ngay lập tức để tiếp tục sản xuất, giảm lượng công việc không đáng có phát sinh do sản phẩm lỗi. JIDOKA không chỉ hỗ trợ Toyota ngăn chặn sản phẩm lỗi, chế tạo thừa mà còn tăng cường khả năng tự động kiểm tra mọi bất thường ở nhà máy. Hệ thống tín hiệu cảnh báo lỗi Andon và chống nhầm lẫn Pokayuk là hai triết lý hỗ trợ thực hiện JIDOKA. Just in time, sản xuất theo nhu cầu khách hàng. Just in time là phương thức sản xuất dựa trên nhu cầu khách hàng thay vì dự báo truyền thống, nhờ đó giảm lãng phí do hàng tồn kho và sản xuất dư thừa, tiết kiệm không gian, thời gian hiệu quả. Là nguyên lý do Toyota khởi xướng, phương thức Just in time trang bị cho hãng xe này khả năng tạo nên sản phẩm riêng lẻ theo đơn đặt hàng, đáp ứng nhu cầu cá nhân của khách hàng một cách triệt để mà vẫn không lãng phí. Phương thức Just in time còn đảm bảo vận chuyển mọi nguyên liệu đến nơi cần thiết, nhờ hệ thống Kanban giúp tiết kiệm thời gian tối đa. Kaizen, cải tiến liên tục. Triết lý Kaizen đảm bảo chất lượng cao nhất, loại bỏ lãng phí, cải tiến hiệu quả thiết bị và quy trình làm việc. Kaizen giúp tối đa hóa năng suất tại mọi phân xưởng. Trong hệ thống sản xuất Toyota, Kaizen nhân bản hóa nơi làm việc, trao quyền cho nhân viên để họ chủ động xác định lĩnh vực cần cải tiến và đề xuất giải pháp thiết thực. Nhờ đó, việc cải tiến ở Toyota được thực hiện liên tục và trên diện rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm, thiết bị cũng như quy trình làm việc. Kaizen được đảm bảo thực hiện xuyên suốt nhờ quá trình đồng thuận Nemawashi, chia sẻ, trao đổi thông tin và Genba Work thường xuyên xem xét để xác định các khu vực có tiềm năng áp dụng cải tiến. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của EI để biết thêm nhiều thông tin hữu ích và tạo động lực cho EI ra thêm nhiều video mới.